Thời kỳ hoàng kim của PPF tới rồi anh em ơi. Hôm nay lại xong một chiếc xe Mazda CX-5 nhá. Thì nhiều anh em cứ bảo là không tin cái độ bền cũng như độ bóng của PPF dán vào phí tiền. Thì em mời qua cửa hàng thì bên em sẽ test trực tiếp là cái độ bền là khi vào có cái va chạm nhẹ hoặc cái xước nhẹ, cái gì quyệt trên cái bề mặt này nó sẽ tự phục hồi như thế nào. Và sau khi dán xong và cái độ bóng nguyên bản và độ bóng sau khi dán xong nó sẽ như thế nào. Đó, và cái này thì bọn em bảo hành cho anh, bảo hành cho tất cả các anh chị em từ 3 năm, 7 năm đến 10 năm tùy gói. Đó, thì anh em nào đang quan tâm đến cái PPF bảo vệ ngoại thất cho xe ô tô, cần test cái độ bền, độ bóng của dòng PPF thì em mời qua cửa hàng Akala Thái Nguyên để bên em test và sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh. Sao có cái gói dán bảo vệ xe tốt nhất, giá thành hợp lý nhất.